anh em, chào mừng anh em đến với lại vlog. Ok, hiện tại bây giờ bọn mình đang có mặt ở Quảng Ninh nha anh em ơi. Mình đang có mặt ở Đông Triều Quảng Ninh, cái hồ này gọi là hồ Khe Chè anh em ơi. Đấy, sau 2 tiếng đồng hồ bọn mình đi đường thì bây giờ bọn mình đã có mặt ở hồ Khe Chè. Thì mục đích video ngày hôm nay của bọn mình đó chính là thử khám phá cái khu này. Tại vì mình nhìn trên bản đồ thì khu này nó có một cái hồ rồi là có cái suối rất là đẹp. Thì mình đang định là hôm nay mục đích này là thứ nhất là để làm cái thử thách sinh tồn, coi như là kiểu dạng là chơi vui vui thôi. Thứ hai là mình khám phá, kiểu dạng mình thăm dò để xem là cái suối đấy nó coi như thế nào, có đẹp không, có phù hợp để làm thử thách 24 giờ đấy không. Từ Hải Dương mình đến đây là khoảng 50 cây nha anh em ơi. Đó, thì là bây giờ mình đang ở khu du lịch sinh thái hồ Khe Chè. Anh em có thể nhìn này, hồ rất là rộng. Mát thế. Thì tí nữa mình với cả bà Còi sẽ đi tìm cái chỗ gọi là thác Khe Chè nha anh em ơi. Để ở video lần sau nếu mà ok thì bọn mình sẽ rủ người đến đây cắm trại này, làm video sinh tồn thử thách 24 giờ ở đây. Đó, thì như anh em có thể thấy ở ngoài kia có một cái đảo anh em ạ. Đây này, ngón tay mình này. Cái đảo thì nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể là thuê thuyền, thuê đây. Thuê chỗ kia kìa anh em ơi. Đó, thuê thuyền đi ra ngoài đảo chơi. Nếu mà anh em thích ấy, thì mình có thể làm video thử thách 24 giờ hoặc thử thách 48 giờ ngoài đảo anh em ạ. Cái đảo kia kìa anh em ơi. Đó, thì mình đang order những cái gì nhỉ? Lều cắm trại rồi là các thứ linh tinh rồi thì mình có thể ra ngoài đó cắm trại rồi là sinh tồn sống ngoài đấy 24 giờ hoặc là 48 giờ hoặc 72 giờ. Đó, ok, thì là bây giờ mình với cả bà Còi sẽ lên đường tiếp tục đi tìm vào cái chỗ gọi là thác Khe Chè nha anh em ơi. Đây chỉ là hồ thôi, bây giờ mình đi vào cái chỗ thác ấy thì là nó đi sâu vào trong rừng nó còn hay hơn nữa anh em ạ. Đó, thì mời anh em cùng mình lên đường nhá, ok. Ok anh em. Thì sau rất là nhiều gian nan thì bọn mình đã tới nơi. Uầy. Bọn mình đã đến một con suối này, không biết là suối gì. Đúng ra là trong đây nó còn có một cái suối gọi là suối thác mơ anh em ạ. Đấy, rất là nhiều dân phượt thủ đã đến đây để check in cái thác mơ ở Đông Triều Quảng Ninh. Đó, nhưng mà vì lý do là đường hôm nay rất là xấu thế là bọn mình quyết định là không vào trong thác mơ nữa, bọn mình là dừng ở ngay cái đoạn suối này. Đây. Con suối này rất là đẹp, rất là trong xanh mát. Bây giờ bọn mình đang di chuyển sang bên này để kiếm cái chỗ nào nó diện tích nó to to một chút, bọn mình gọi là làm cái khu vực ngồi nghỉ anh em ạ. Đó. Mình không nghĩ là gần nhà mình lại có một cái nơi đẹp như thế này anh em ơi. Thì bây giờ bọn mình sẽ tìm cái chỗ để nghỉ ngơi. Sau đó là tí bọn mình sẽ dùng ná đi săn bắt nha anh em ơi. Nước trong mát anh em. Trời ơi, thôi ướt này rồi. Ui anh em ơi. Này anh em ơi. Hỏng rồi. Vừa nãy mình bảo là cởi giày ra nhưng mà nghe bà Còi không cởi, thế bây giờ ướt giày rồi. Thôi bây giờ là đằng nào chúng chơi suối mình cởi giày ra. Ướt. Đây đi, để anh cởi giày ra đã. Anh em ơi, bây giờ mình sẽ phải cởi giày ra để phơi khô. Phơi ra chỗ nắng cho nó khô đi. Xong nào hôm nay bà quyết định là lội nước luôn. Đèn qua đây anh em, cho anh em xem này. Vừa tới nơi phát là ướt giày, dẫm tốm phát. Bà Còi rất bựa nhá, khuyên mình xui dại mình. Ok anh em, bà Còi nhìn như kiểu ninja đấy. Đó, ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em xem là hôm nay mang những cái gì nhá. Đấy, bật lửa này, đi đâu là phải cầm theo bật lửa này. Bộ dụng cụ sinh tồn. Đây. Đó, bộ dụng cụ sinh tồn. Rồi, bây giờ mình bỏ ra ngoài nhá. Đó, đây là ở đây là còn có thêm một chút đồ ăn. Đó, đi dã ngoại picnic. Đúng ra là hôm nay mục đích của mình là đi sinh tồn anh em ạ. Tức là cầm cái bộ dụng cụ kia kìa. Đó, để vào đây săn bắt chim thì mình có cả ná bắn chim đấy, em bỏ cả ná bắn chim ra cho các bạn xem. Đâu? Hả? À? Nhưng mà thôi, video ngày hôm nay thì là coi như là vừa là đi picnic vừa là đi sinh tồn luôn. Ơ, có tiếng chim ấy, tí nữa mình sẽ đi bắn. Đây anh em ơi, đây là cái ná bắn chim của mình nhá. Mục đích ngày hôm nay của mình đó chính là đi săn bắt. À, một quả dưa chuột rất là to. Đấy, mục đích của mình hôm nay đó chính là đi săn bắt để bắn chim. Đấy, nhưng mà là do lý... bà Còi mang cả sữa. Đây, để đây xem có được những cái gì. Đấy, để đây. Rồi, có gì nữa không? Dưa chuột. Anh có mang dao à? Có mang dao. Anh có mang một canh không? Không. Rồi. Chết cha rồi. Không sao. Đây anh em ơi, ở trong đây là có... gì nhỉ? Thạch này, nướng khô này, sữa này, dưa chuột này. Và đặc biệt là cái lá dây thun này để tí đi săn bắt cho anh em ơi. Đó anh em ơi, mục đích ngày hôm nay của bọn mình đó chính là làm video sinh tồn anh em ạ. Nhưng mà thực sự là cái nơi này mình chưa đến bao giờ. Thế nên là mình đổi ý, tức là hôm nay là vừa đi trải nghiệm kiểu dạng như là đi chơi này, đi thám thính này. Mục đích là đi thám thính để xem là cái khu này nó thế nào. Để lần sau bọn mình sẽ làm một cái video nó hoàn chỉnh hơn anh em ạ. Hôm nay coi như là vừa dạng là kiểu dạng là đi trải nghiệm, đi thăm dò rồi là đi chơi luôn. Đó, thì là mang đồ ăn. Chứ nếu lần sau làm video thử thách sinh tồn thì chắc là bọn mình sẽ không mang đồ ăn. Bọn mình chỉ mang những cái dụng cụ cơ bản như là lá bắn chim này, bộ dụng cụ sinh tồn SOS này. Rồi là nước thôi. Nước uống nước suối luôn, chả có sao cá, có cá anh ơi. Không có cá đâu. Đấy, em đâu? Nhìn đi. Cá đâu? Đây. Ừ nhờ. Có cá.
Cá thòng long, cá bé tí. Ê, mình nghe thấy tiếng chim anh em ơi. Anh em ơi, mình nghe thấy tiếng chim. Đây, 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 đây. Ê, đưa chọc, đi chọc, đi chọc, đi chọc, đi chọc. Đây là lần đầu tiên mình bắn thử cái chọc này. Cái này hôm qua mình mới mua về xong, mình mới order về xong. Thì là bây giờ mình sẽ thử dùng cái chọc này để tập bắn anh em ạ. Để lần sau bọn mình sẽ làm một video hoàn chỉnh, đó chính là thử thách sinh tồn trong rừng, dùng cái ná này đi bắn chim, đi săn bắt chim anh em ơi. Đó, chứ hôm nay là đi vào cái chỗ này cũng chưa nhiều chim lắm đâu, không thấy chim nhiều, chỉ có mỗi con chim tơ đùng thôi. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái mục tiêu là để mình bắn nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ giày, cái giày, cái giày, cái giày đi. Ừ, nhưng mà chẳng may bắn trúng giày, giày nó rơi xuống dưới suối thì bằng hòa không rơi được, cái này lực không mạnh. Ok, thử lực không mạnh, cái này bắn chết cò đấy, bắn chết cò nhưng mà nó không rơi được. Còn nào bây giờ thử thử một phát nhá. Thấy chưa? Thấy chưa? Bắn đi. Lực hơi bị mạnh luôn đấy. Ok anh em ơi, thực sự buổi đi hôm nay cũng khá là mệt. Đi 2 tiếng đường cũng rất là nắng nôi, mệt. Ngon nhỉ? Chấm chấm không? Chấm nhỉ? Chấm đường. Đó thì bây giờ mình ngồi đây nghỉ ngơi tí, xong là tí nữa kiếm cái gì để chơi nha anh em ơi. Hiện tại cái mùa này là mùa suối nước cạn anh em ạ. Hay là nước không nhiều đâu, nước ít lắm. Nếu mà là mùa nước mưa đấy thì nước này nó nhiều lắm. Nước nó cam đây luôn này. Đây em nhìn này, những cái vết này này là nước nó chảy đến đấy. Hôm nay trước khi đi mình định làm mua thêm một con gà nữa, xong cầm lên đây. Thứ nhất là vừa kiểu dạng là vừa đi cắm trại, vừa đi sinh tồn. Tức là săn bắt được thì là để nướng để ăn. Còn nếu mà không săn bắt được thì mình sẽ nướng gà. Nhưng mà lúc đi là kiểu buổi trưa rồi, đâm ra là mọi quán người ta đóng cửa hết rồi, không còn gì để mua cả. Nên đành mang những cái thứ ở nhà có sẵn mang đi. Cái này mà không mang đi chắc là chết đói. Anh em nhìn bà còi ngồi kiểu như bố đời này, ngồi còn sợ ngoan. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ ra đây nội suối chơi nha anh em ơi. Đó, mình rất là thích đi kiểu dạng là núi rừng hoặc là sông suối biển. Ui. Anh nội vào cát đấy, anh thử bê ấy cát lên xem bên dưới nó có cái gì. Đây. Ui, cát toàn là cát nhỏ thôi, toàn đá dăm thôi. Anh em nội suối là phải cẩn thận, tại vì những viên đá này là nó rất là trơn. Vừa đấy mình ngã phát suýt vỡ mồm rồi đấy. Đấy đấy, cái suối này nó hơi nông nên là không có cá đâu anh em ạ. Nhưng mà cái nước nó khá là sạch. Mưa lắm ạ. Mưa lắm. Chạy đi. Xuống anh em ơi. Ui sao sao. 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 Này em ơi, mở mắt lên. Vừa quay vừa ngậm mồm vào cái quả đu đủ lấy mút ấy, kiểu ấy. Xong là rớt rãi là kiểu ấy, cái loại bẩn kinh không. Ui thề chứ chốt chát vừa thôi chứ em là người có chồng đấy. Chốt chát vừa thôi. Nào Linh, Linh sợ đi nào. Ăn sợ nó ra tiếng nên em ạ. Ăn sợ ra tiếng nó vào camera thế là cắn rất là nhẹ xong là mút mút. Kìa có con chim anh ơi. Đâu đâu kìa, đâu, kìa. Đâu. Thấy chưa? Đâu. Đấy 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 đấy. Nhẹ, từ 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 từ. Đấy đấy. Từ từ. Chỗ nào chỗ nào? Đấy, anh không nhìn thấy à con chim này kìa. Đâu? Hay cái ná vậy. Ủa mày mắt chả mũi. Em thấy nó đồng đây em nào. Cái lá. Mình bảo quái con chim gì mà nó cái đuôi nó dài. Bực cả mình cứ tưởng có chim thật để mình còn bắn. Khi nãy mình với cả bà còi có đi quanh đây chụp ảnh check in, chụp ảnh nghệ thuật. Thì mời anh em xem vài bức ảnh mình chụp cho bà còi và vài bức ảnh bà còi chụp cho mình. Anh em hãy xem và đánh giá ai chụp tay nghề hơn ai nha anh em ơi. Ta-da.
Đó anh em thấy chưa? Anh em thấy cái kết quả giữa con gái và con trai chụp chưa? Mình chụp cho bà ấy đẹp như thế mà bà ấy chụp cho mình như thế. Anh ở chụp có cái mắt không thế này trả lại một. Nhưng mà ai em cắt kiểu gì mà lấy cả cái này vào? Kinh cái lên kiểu gì? Không lấy cả cái này thì chụp kiểu gì? Không thể. Thì anh cắt đầu ra. Không thể hình dung ra được. Anh bó tay bà quài chụp rất kiểu của chuối anh em ơi. Nào ok, bây giờ bọn mình đang ngồi đây nghỉ ngơi. Công nhận là cái suối này rất đẹp anh em ạ. Nếu mà lần sau bọn mình sẽ làm một video hoàn chỉnh. Nếu mà em thích anh em hãy comment phía dưới hoặc là like video nhé. Mình sẽ làm một video hoàn chỉnh, rủ thêm người ra đây làm cắm trại, sinh tồn các kiểu con đà điểu. Đó ok. Chứ hôm nay là mình mục đích đi là kiểu dạng làm thăm dò các thứ thôi. Thăm dò với cả đi chơi luôn. Với cả muốn đến đây là để kiểu như là đi bắn chim, mình có cầm ná bắn chim đi. Mà thực sự chả có chim để bắn này, có mỗi con chim to to đùng ở dưới. Có mỗi con chim to thôi không bắn được. Oh my god. Anh em ơi. Trời ơi, cuộc đời tôi phơi tất để bây giờ chuẩn bị đi về. Giày thì khô rồi, à giày vẫn hơi ấm. Sao này bắn ra đấy được nhỉ? Mà gió to quá bây giờ là thế này thì về kiểu gì anh em ơi. Oh my god, hỏng hình rồi. Đây bà còi. Bà còi là vẫn còn nguyên giày. Nguyên giày nguyên tất, còn mình thì đây. Thôi. Cuộc đời thôi là đi giày mà không đi tất, à đi chân đất còn hơn. Thưa các anh em, bây giờ là thôi. Được không? Kỷ niệm giặt quần áo ở suối thì cũng khá là vui vẻ. Thì bây giờ bọn mình sẽ lên đường ra cái hồ. Hồ khe chè hay là khe chè đúng rồi. Ok, bọn mình sẽ di chuyển ra cái hồ đấy để xem là đi xung quanh xem có gì chơi không nhá anh em ơi. Đấy thì bây giờ là mình cảm thấy là cái suối này khá là ok. Nhưng mà một điều đặc biệt là ở đây nó không có kiểu dạng tài nguyên như kiểu là gà này, sóc này, chim chuột gì, nói chung là không có tài nguyên gì cả nên là cũng rất là tiếc. Đấy, lần sau mình sẽ làm một video hoàn chỉnh ở đây. Nếu mà em thích thì em hãy like video cũng như comment phía dưới nhá. Ok, thì video ngày hôm nay coi như là video đi thám thính rồi là đi thăm dò để xem cái khu này nó tình hình nào thôi. Đó ok, bây giờ mình sẽ di chuyển về cái hồ nhá. Và tí nữa mình có gì hay mình sẽ đóng quay cho anh em xem. Ok anh em. Hiện tại mình đã quay trở lại cái hồ khe chè. Đấy, thấy ở trên kia có những cái biển người ta ghi là cái hồ này rất là sâu. Thứ nhất là không được tắm, không được câu cá. Đấy, nhưng mà những cái bãi này thì rất là đẹp anh em ạ. Đây anh em nhìn này. Những cái bãi rất là đẹp. Đây ví dụ bãi này này. Hay là bãi bên kia nó như kiểu một bãi cỏ, kiểu như sân bóng đá luôn. Xong là ở dưới là sóng đánh dập dình rất là đẹp. Đó thì chỗ này rất là phù hợp để cho anh em nào có nhu cầu cắm trại này, kiểu picnic này cả nhóm. Đây ví dụ nhìn như từ đây ra đây là rất là nông. Đấy, nhưng mà từ đây ra trở ra ngoài kia là nhìn không thấy đáy đâu, nó rất là sâu luôn. Đó, bây giờ mình đi ra đầu này thì là gió càng to hơn anh em ơi. Ui chỗ này đẹp luôn này anh em ơi. Anh em nhìn này. Sóng đánh như ngoài biển luôn. Đẹp quá. Ơi. Rửa tay anh em ơi. Đẹp quá, anh em nhìn bên kia có một cái đảo hoang kìa. Em nhìn kìa, ấy. Nếu mà em thích thì mình sẽ làm một cái video thử thách 24 giờ ngoài đảo hoang ở ngoài kia. Mình phải thuê thuyền từ chỗ kia kìa. Thuê thuyền từ chỗ kia, chạy ra đấy xong nào mình ở đấy luôn. Thì ok anh em, video này của mình xin phép kết thúc ở đây nhá. Thì video này là coi như là đi trải nghiệm này, đi thăm dò để xem khu vực này nó có những cái gì để lần sau bọn mình sẽ đến đây làm một cái video hoàn chỉnh hơn anh em ạ. Đó thì mong rằng anh em sẽ luôn ủng hộ lại vlog cũng như là ủng hộ lại TV cũng như là bà còi vlog nhá. Đây bà còi vlog này. Đó. Biết. Đây. Đấy gọi là cây xấu hổ. Hay còn gọi là cây trinh nữ. Đây này anh em ơi. Không biết là quý các bạn gọi cây này là cây gì nhá. Đây này, quên mình gọi là cây trinh nữ hoặc là cây xấu hổ. Khi mà mình chạm vào phát là nó sẽ kiểu là co rú lại, nó sợ kiểu xấu hổ đấy. Đó. Đây này, ví dụ cái lá này. Kiểu cây xấu hổ mà. Hay à? Cây trinh nữ. Thực ra là cái nguyên lý của nó thì không phải là nó xấu hổ hay là nó gì đâu, mà bởi vì làm những cái lá này nó là theo sinh học thì làm ở dưới những cái này nó có những cái kiểu bọng nước ấy, khi chạm vào thì bọng nước nó sẽ thoát đi đâu là nó sẽ tự co vào. Ui ở đây có con kiến gì to thế. Đúng là lên những cái kiểu khu đồi núi là rất hay kiểu gặp những kiểu cái đàn kiến. Ui, kiểu này nhá. Ui, con kiến. Anh em nhìn này. Kiến chúa. Này anh em ơi. Không biết con kiến này là con kiến gì mà cái càng của nó to chứ này, cái răng của nó này. Sợ không, cái đầu của nó cũng rất là to. Ghê thế. Ừ. Thì anh em nhà ở quê ở đâu mà có đồi núi hay là có biển gì thì anh em hãy comment bên dưới nhá. Có dịp mình sẽ đến quê các bạn chơi và cùng các bạn đi ra ngoài biển. Mình rất là thích biển luôn anh em ạ, đặc biệt là biển luôn. Mình rất là thích biển, mình muốn đi săn bắt ở ngoài biển này, đêm ra ngoài biển bắt này, soi đêm này, mình rất là thích luôn. Đó thì anh em nào ở nhà gần biển hay nhà gần đồi núi thì anh em hãy comment bên dưới thì là có dịp mình sẽ đi ghé thăm nhá. Thì ok, cảm ơn đã xem video và hẹn anh em ở video lần sau. Nếu mà nhiều người đồng ý thì là mình sẽ làm một video thử thách 24 giờ ngoài đảo hoang. Mình với cả bà coi.
Đó, ok, bye bye anh em nhá.